Xin chào các bạn, đây là series Trên Cờ Với Nắng. Hôm trước thì các bạn bảo mình là làm bài Calista lõi giáo dục vỡ lòng đi. Nhưng mà vô duyên như thế nào mà mãi tới hôm nay mình mới gặp cái lõi này. Rồi, lên luôn cho các bạn một video Calista solo với cả Bell Vest 9 Ionia cho nó mãn nhãn nhá. Đối thủ phải cỡ này thì mới khẳng định được chất lượng giáo án và đội hình mà mình tâm huyết làm cho các bạn chứ, đúng không? Việc đầu tiên là các bạn đừng quên để lại một nút like cho video này, một sub cho kênh YouTube Nắng Official để xem những cái video tiếp tìm mãn nhãn. Và để tháng 9 này thì mình sẽ chuyển sang stream ở đây, khung giờ 19:30 mỗi tối nhé. Vừa chơi game đeo rank lại vừa tâm sự kể chuyện xàm xí, lâu lâu thì làm vài ba cái custom để chơi cho các bạn nữa. Ok, nếu mà sắp rồi thì giờ ngồi ngay ngắn để theo dõi trận đấu của mình nhé. Legend Son được mình chọn để đồng hành trong trận đấu này. Hồ Mơ Mộng Ionia là thành phố mà chúng ta sẽ quẩy. Ba mảnh đồ rơi ra sau khi kết thúc ba rau quái là một cung, một BF và một đài máu. Và tất nhiên là như mình đã giới thiệu ở đầu video thì cái lõi giáo dục vỡ lòng sẽ được mình lựa chọn ở vòng chọn lõi đầu tiên này. Chưa có vị tướng cần nhất là Calista nhưng mà không sao, mình vẫn up 4 và cho vào sân các tướng thách đấu, lắp cuồng đao cho Samira cầm tạm. 2.1 thì mình chỉ phải đối đầu với một nhà level 3 nên là chiến thắng khá dễ dàng. 2.2 mình phải để thua cái nhà Ra Un đấu sĩ với con Vi cầm vũ khúc tử thần, cầu kéo rất nhiều thời gian của mình với hai chết, đồng thời thì cố gắng tích 10 tiền. Samira lên 2 thì gặp ngay cái nhà Ionia toàn 2 sao, đã thế còn level 5 mà lại còn có luôn Yasuo mới căng. Mình may mắn giết được một chết và còn lại 88 máu sau 3 vòng. Đi chợ thì mình nhặt đồ đầu tiên, đam thì cần đấy nhưng mà gậy một tiền thì không ngon lắm, nên là mình quyết định lấy về cái đai máu trên người Taric để tí nữa thì lắp sắp máu và thay lại phong một chút sau khi mà thế tanh của mình hơi yếu. 2.5 thì mình gặp nhà Ra Un cũng khá là nhiều 2 sao và nhờ up cấp cộng với cả lắp đồ nên là mình đã thua chỉ với một chết. Tiếc là sau đấy thì mình gặp cái nhà Pitover đang eco nên là mình lại phải thắng và hoàn thành cái chuỗi Caro ở vòng 2 chấm với 86 máu còn lại. Máu thì không mất quá nhiều đâu nhưng mà Caro như này thì mình khá là nghèo. Ơ không sao, vượt khó ấy. Đến với round người đá thì nó trả cho mình quá là nhiều đồ ngon với một đai máu, một BF, một gậy và một găng để mình lắp creep phép. Tướng rơi ra từ vùng đất là Taric chứ không phải là Calista. Mặc dù là mình đã cho cả quần đảo bóng đêm với cả thách đấu vào sân, nhưng mà cái này lỗi mình nha. Lẽ ra là nên bỏ Taric ra và thay vào sân một vị tướng quần đảo bóng đêm hoặc là thách đấu khác thì có lẽ là nó đã rơi ra Calista rồi. Nhưng mà không sao nha, vẫn ổn. Nhà mình gặp ở vòng 3.1 là một nhà kêu đang eco nên là mình có chiến thắng thứ hai. 3.2 vòng cho lõi xuất hiện với cái lõi công nghệ vàng. Tải xuống tri thức sẽ được loại bỏ đầu tiên, lò rèn thần thoại sẽ được có đồ đạp cho Calista hoặc là đồ tanh nhưng mà cũng khá là hên xui. Mình thấy cái lõi tận tụy hết lòng với một ấn quần đảo bóng đêm sẽ là hợp lý nên là mình lấy cái lõi này. Up level 6 ngay sau đấy và tìm kiếm Calista để tích số từ lõi giáo dục vỡ lòng trước khi quá muộn. Roll xuống còn tầm 20 tiền hơn thì mình bắt được một con Calista cộng với một quà tặng kèm là quen luôn, quá ngon. Trả lại đồ cho Calista farm số và roll thêm một phát thì mình bắt được Taric 2. 4 quân đảo bóng đêm, 2 can trường cộng với 2 thách đấu là form bài mà mình sẽ dùng để đép ở những vòng tiếp theo. Gặp một nhà cặp đôi hoàn cảnh với quân bài Samira, Maokai với Irei của mình nằm xuống khá là nhanh. Nhưng mà bù lại thì Taric lại tanh quá trâu, giúp cho Calista có thể farm số. Mặc dù phải thất bại ở round này nhưng mà Calista cũng farm được khá ở đấy. Tiếp tục vòng 3.3 với một trận thua khi mà mình phải đối đầu cái nhà Aksan cầm 2 đồ đam. Calista của mình chỉ farm được 2 số trước khi nhận phát bắn của Aksan và nằm xuống. Mình chỉ còn lại 72 máu. Đi chợ nhận được Darius cầm găng và tiếp tục đánh nhau ở vòng 3.5 với cái nhà hiệu triệu nhân đang eco. Kama 3 đồ nhưng mà cũng chỉ 1 sao thôi. Taric cầm ấn quần đảo bóng đêm được mình lắp ban nãy đã giúp mình giữ lại được cái lượng máu cho linh thú. Các bạn cũng phải theo dõi lượng sức mạnh phép thuật của Calista đang tăng dần ở cái bảng này nha. À quên nữa, mình sẽ giải thích một chút cho bạn nào chưa biết tại sao Calista đi cùng với cái lõi này lại phù hợp. Thì là do đam của Calista là sát thương chuẩn và có thể tăng thêm nhờ lượng sức mạnh phép thuật cộng thêm, cùng với việc skill của Calista rất là dễ kết liễu đối thủ nên là lượng farm sẽ hơn các tướng khác. 3.6 trước khi săn sói thì mình tiếp tục giành chiến thắng trước một nhà Ra Un đang khá là yếu đuối. Nhìn con Taric của mình là thấy khó thở rồi. Săn xong đa sói thì mình nhận được một cung, một váy và một nước mắt kèm theo một con Calista tặng ra cho cửa hàng. Gwen được rơi ra từ hồ mơ mộng và nhân cơ hội này thì mình up luôn level 7 để tìm kiếm Calista 2 và Gwen 2. Lên 7 với hơn 50 tiền thì mình roll được thêm một con Taric 2, một con Aatrox và Gwen cũng lên 2 luôn. Bàn tay sẽ được dành cho Gwen khi mà cô nàng này khá là công hiến. Diệt thì dành cho Calista. Các bạn đừng chê Calista của mình nha, thấy một sao thế thôi chứ đam to lắm đấy. Bằng chứng là khi gặp cái nhà Pitover này ở vòng 4.1 thì cái lượng đam của Calista nhiều hơn cả Gwen đấy. Tiếp tục là một chiếc lõi vàng với lắp kính nhắm. Lõi này thì sẽ ok nếu như mà mình có đam thêm bằng Yasuo, nhưng mà trận này thì không. Thu về trái ngọt sẽ hợp lý nếu như mà ra trước đấy mình chưa roll. Còn giờ thì gần cạn tiền rồi còn đâu mà thu về trái ngọt nữa. Roll các lõi thì mình lấy được đũa phép, quá
là phù hợp với team hiện tại của mình luôn. Vừa thêm đam cho Gwen, vừa thêm đam cho Kalista, còn gì bằng. Lúc đấy hay đấy. Chọn lõi xong thì mình lắp được thêm nỏ set cho Gwen và vẫn tiếp tục roll, vì nếu mà để Kalista 1 thì hơi khó giữ được chuỗi thắng. Mình roll vài phát thì bắt được Kalista 2 và giờ sẽ echo trở lại. Gặp luôn người anh em đang xoay Azir cho Senna cầm đồ. Bắn thì nhìn lực đấy nhưng mà làm gì có đam đâu. Kalista của mình thể hiện sức mạnh với 6k đam, farm về cho mình được khá là số. Đồng thời thì thắp lên được ngọn lửa Witch. 4.3 thì mình tạm thời cho Achok ra ngoài sân để Soraka vào. Vừa kích được Targon lại còn vừa có thể xếp góc, tránh cái việc là gặp Aksa như lúc nãy. Gặp nhà Ionia đang eco lên 9, level 8 hơn 50 tiền. Kalista của mình với những cái pha rút giáo sát thương chuẩn gần 1k đam đã đủ uy tín chưa ạ? Nếu chưa thì các bạn tiếp tục xem là Kalista của mình làm được cái gì nhé. Vòng đi chợ mình lấy đồ thứ 3 nên là cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Ở nhà còn dư cái đai máu nên là mình nhặt về nước mắt để lắp cái đồ còn lại cho Taric và sẽ tìm đồ cho Gwen sau. Chưa roll vội ở 4.5 vì lúc nãy mình đã tốn khá tiền rồi. Mình có điềm báo là sẽ gặp nhà Aksan nên là check nhà ông này rất là kỹ. Nhưng mà ông này cũng không kém miếng nào, đổi bài liên tục và vẫn xếp được Aksan vào góc đẹp để bắn vào Kalista team mình. Mời các bạn cùng xem pha rút giáo 1k 5 đam chuẩn hạ gục Nasus 3 đồ tanh của ông này trong phút 1 nhé. Như này đã đủ uy tín chưa? Nasus nằm xuống làm team mình tràn lên nên là Aksan không còn góc để bắn nữa. Mình tiếp tục giành chiến thắng và nâng con số lên 6. Mình check cái lượng sức mạnh phép thuật của Kalista thì lúc này đã lên được con số 234 rồi, quá đã luôn. Vừa hớn hở chưa được bao lâu thì gặp nhà Samira cặp đôi bắn cho tắt nắng luôn. Sâu. Bầy chim trả cho mình thêm một nước mắt và một con Kalista. Ngon đấy. Hồ mơ mộng đã đến 5 chấm và mình nhặt được một con Senna. Mảnh ghép cuối cùng của 6 quần đá bóng đêm. Up level 8 và cho nó ra sân luôn. Đồng thời roll cạn tiền để tìm kiếm Kalista 3 với cả Taric 3. Trận đấu này thì mình sẽ dùng Taric tanh chứ không phải là Sen, nên là cái việc lên 3 là điều cần thiết. Form bài mình sẽ sử dụng ở từ vòng 5.1 của mình sẽ là 6 quân đả bóng đêm, 2 Targon, 2 ca trường và 2 thách đấu. Một lần nữa cho các bạn xem sức mạnh của Kalista mới chỉ 2 sao với một con Sen 9 Ionia 3 đồ tanh, một pha rút giáo 2k8 đam chuẩn quá xịn luôn. Đeo vest chống chạy khi mà đàn em của mình nằm xuống là Sen thì cũng phải nằm theo luôn sau khi ăn giáo của Kalista team mình. Nhưng mà như thế là chưa đủ, Ari của hắn còn quá mạnh với 2 sao và 2 đồ. Mình để thua round này và còn lại 50 máu. 5.2 tiếp tục roll thì mình bắt được Kalista thứ 8. Người anh em Aksan vẫn rất là kỹ càng với những pha xếp bài. Mình cũng tranh thủ đuổi Kalista vào giữa để tránh ăn đạn. Tuy nhiên là do việc Soraka nằm xuống quá là nhanh thì Kalista vẫn phải nhận hết. Gwen giải cứu round đấu này của mình với 2 pha cắt kéo kịp thời. 5.3 thì mình tiếp tục để thua một cái nhà hiệu triệu nhân cộng với Ari 3 đồ. Lớp giáp ảo từ quần đá bóng đêm là rất nhiều, nhưng mà do đam một mục tiêu nên là Kalista 2 chưa đủ để có thể kết liễu team bạn. Mình nhận trận thua và còn lại 38 máu. Lúc này thì Kalista cũng đã farm được lượng sức mạnh phép thuật là 255 rồi. Quyết định của mình ở vòng đi chợ là lấy về kiếm súng để tiếp tục bổ sung cái lượng phục hồi cho team thay vì là huyết kiếm cho mình Gwen. Đây rồi, với 6 tiền còn lại thì Kalista 3 cũng đã chịu xuất hiện. Giờ thì cùng xem là sự khác biệt giữa 2 sao với cả 3 sao khi mà mình có lõi giáo dục vỡ lòng nhé. Mình gặp lại nhà 9 Ionia ở vòng 5.5. Lần này thì Kalista 3 rút chiếc Sen với 3k8 đam chuẩn quá ảo luôn. Đeo vest 2 thì nhận 3k đam chuẩn và nằm xuống bất đắc kỳ tử. Kalista 3 đã khác vì thời gian kia một chiếc của nó nhanh hơn. Nhà kia cũng đã update đeo vest 2 nhưng mà vẫn phải chịu thua mình. Mọi người thấy hay thì cho mình xin một like và share đi. Mới 5.6 mà các bạn đã từ bỏ cuộc chơi rồi. Top 4 đã có chủ. Dấu tích của mình chỉ thẳng vào cái nhà cặp đôi Samira. Và đây sẽ là thời gian mà mình phục thù, xếp lại Kalista một chút để nó ngược bên với cả Samira, tránh nội tại thử thách đấu, khiến cho Kalista lướt lên và bị Samira team bạn focus vào. Liên tục là những cái pha găm giáo và rút giáo hơn 1k đam chuẩn, lần lượt hạ gục đi team bạn với 12k đam có được từ Kalista. Quá xịn xò luôn. Trả thù lần đầu tiên sau 2 cái round thua trước đấy. Săn thành công rồng ngàn tuổi và mở kho đồ ra. Đồ tanh cũng không quá ngon. Ngoài Taric full đồ ra thì mấy cái con tướng còn lại cũng khá là yếu, nên là mình quyết định chọn tụ bão Zeke để thêm tốc đánh cho Kalista. Tiến thành công nhà hiệu triệu nhân Ari với cái âm mưu Rai 3 nhưng mà bất thành. Kalista dọn bàn quá nhanh khiến cho Ari team bạn không kịp trở tay. Một lần tung ra những con sóng yếu ớt so với cái lớp giáp dày từ quần đá bóng đêm là không đủ. Nhà này dừng chân với cái top 4 trước 14k đam từ Kalista team mình. Sự khác biệt đã xảy ra ở vòng 6.2 khi mà cái nhà Ionia thêm vào sân Hammer để lấy module với cặp bóng. Kalista team mình phải ăn stun liên tục từ Hammer làm chậm đi nhịp giết người team bạn. Cơ hội để team bạn tràn lên với pha hất tung từ sếp làm team mình phải nhận thất bại dù chỉ gặp bóng. Còn lại 19 máu. 6.3 thì mình gặp cái nhà Samira cặp đôi. Cứ ngỡ là sau khi thua mình ở bóng trước thì ông này sẽ đổ chỗ Samira và mình giữ nguyên là được. Nhưng mà không, ông này không thèm đổi bên luôn. Đúng như mình nói trước đấy thì nếu mà để Kalista cùng bên với cả Samira thì một trong hai con sẽ nhảy lên và mình thua.
vì ông này cũng đã update thêm cho team một con sen 2 rồi. Mình có lại 4 máu và không sao, vẫn ổn nha. Không biết là lấy thêm đồ gì cho ai ở chợ nên là mình lấy cái ấn hiệu triệu nhân để thêm lượng hồn mana cho team, cũng như là để Kalista ra skill sớm hơn. Roll thêm một lúc thì mình mới bắt được Taric 3 và đây sẽ là giây phút trả thù. 6.5 thì mình gặp lại nhà 9 Ionia, lần này với một pha xếp bài khác. Khi mà ông này cho xét nhận đam trước rồi mới đến sen, chắc là những cái pha combat trước thì sen chết nhanh quá nên là mới đổi chỗ. Béo vét thì đổi sang bên còn lại, nhưng mà đâu có ngờ khi mà xét nằm xuống thì Ire với cả Yasuo tràn lên làm con mồi cho Kalista thì mình. Béo vét bắt được xác của Viego và rơi vào tầm ngắm của Kalista. Sau đấy thì nằm xuống tức tưởi còn trước cả sen. Senna tranh thủ tạo thêm một lượt giáp vừa đủ. Ahri team bạn không đủ tầm đánh nên là phải đi bộ lên và vô tình dính đam của Kalista team mình. Ahri nằm xuống thì các vị tướng còn lại không có quá nhiều đam. Kalista của mình chỉ mới vài pha rút giáo đã kết liễu đi team bạn 19k đam rồi nhé. 6.6 thì mình gặp bóng cái nhà Samira. Samira team bạn báo quá báo khi mà nhích lên một bước dính ngay vào tầm ngắm của Kalista. Với chỉ vài pha rút giáo thì Kalista team mình đã hạ gục được Samira rồi. Các vị tướng còn lại cũng chỉ là điểm tâm thôi. Hai nhà còn lại thì đang đánh nhau và nhà Samira đã phải dừng lại ở top 3. Tiếp tục săn rồng ngàn tuổi và lấy về thêm một cái kiếm súng cho Senna, tại vì là chả có nhiều đồ ngon ý. 7.1 sẽ là giao tranh quyết định xem ai mới là người top 1. Sau một hồi cả hai bên chiếc bài của nhau thì mình đổi Kalista sang bên trái. Ông này mãi lo update Hammer 2 nên là chưa kịp xếp. Kalista của mình focus thẳng vào sen team bạn và một pha rút giáo 4 cái bot đam chuẩn. Sen nằm xuống thì Yasuo không đồ lao vào để đỡ đam cho Béo Vét rất nghĩa khí, nhưng mà cũng chỉ vài giáo của Kalista là nằm xuống thôi. Taric 3 sao chống chịu vô cùng cứng cáp. Nó nhận 3 skill liên tục từ Béo Vét và Ahri mới nằm xuống. Wem nó cũng rất có ích, nó câu kéo cái phần bên phải của team làm cho sét phải đi theo. Ahri một lần nữa thiếu tâm đánh và phải lao lên ăn 6 mũi giáo từ Kalista và nằm xuống. Zihin vất vát lại chiến thắng cho team bạn bằng một phát bắn chí mạng, nhưng mà chỉ cấu đi được một nửa máu của Kalista team mình thôi. Senna thấy đồng đội yếu máu cũng tung ra skill búp giáp giúp cho Kalista sống sót. 18k8 đam cho Kalista và mình chưa kịp check xem là lượng sức mạnh phép thuật của Kalista thì trận đấu đã phải kết thúc rồi, với cái top 1 rõ ràng là cho mình. Các bạn đoán xem ở 5.3 sức mạnh phép thuật của Kalista là 255 thì đến 7.1 sẽ là khoảng bao nhiêu mà có thể dập một phát 4 cái mod đam chuẩn như vậy? Comment ở phía dưới nhé. À quên đấy, video này thì mình đánh ở bản 13.15, 13.16 thì Kalista còn được buff thêm nữa cơ. Nên là nếu mà ra cái lõi này thì các bạn cứ chơi để tận hưởng cái cảm giác sung sướng này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn leo rank vui vẻ. Bye bye.